Thì ra ta giàu có. Có một ông lão đi ngang qua và nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của một anh chàng. Bèn hỏi: "Chàng trai, sao trông cậu buồn thế? Có việc gì không vui à?" "Dạ thưa, cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo." Chàng trai buồn bã nói: "Nghèo ư? Cháu là một người giàu có đấy chứ. Giả sử ta chặt của cháu một bàn tay, ta trả cháu 30 đồng vàng, cháu có đồng ý không?" "Dạ không, không bao giờ. Chưa ai nói với cháu điều ấy cả. Cháu chỉ thấy cháu rất nghèo." "Thế giả sử ta chặt một ngón tay cái của cháu, ta trả cháu 3 đồng vàng, cháu có đồng ý không?" "Dạ không ạ." "Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả cháu 300 đồng vàng, cháu thấy thế nào?" "Dạ cũng không được." "Ôi vậy ta trả cháu 3.000 đồng vàng, để cháu trở thành một ông lão như ta, già cả, lú lẫn, được không?" "Dạ đương nhiên là không." "Cháu muốn giàu, vậy ta sẽ đưa cho cháu 30.000 đồng tiền vàng để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào?" "Dạ cháu cảm ơn ông, cháu đã hiểu, cháu cũng là một người giàu có. Trong cuộc sống rất nhiều người thường than thân trách phận mà không hiểu thực ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều những người khác. Các bạn hãy xem, nếu sáng nay tỉnh dậy cảm thấy mình khỏe mạnh thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không còn có cơ hội sống đến ngày mai. Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự đơn độc, sự lạnh lẽo trong nhà tù, chưa bị đói rét rình rập thì bạn đã may mắn hơn hàng trăm triệu người trên trái đất. Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn có quần áo để mặc, có tiền để tiêu thì bạn đã hạnh phúc hơn biết bao người nghèo đói vô gia cư trên thế giới. Nếu bố mẹ bạn vẫn còn sống và vui vẻ hạnh phúc bên nhau thì bạn thuộc số ít nhóm người hạnh phúc nhất trên thế giới. Nếu trên khuôn mặt bạn lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn, bạn luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì bạn là người vô cùng hạnh phúc, bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như bạn mà cũng không được. Nếu bạn được ôm người thân vào lòng hay được dựa vào bờ vai của họ để nói lên tâm sự của mình, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều những người không bao giờ nhận được tình yêu từ những người khác. Nếu bạn nghe được những lời nói này về câu chuyện này thì bạn hạnh phúc hơn vài tỷ người không thể nghe được trên trái đất này. Sau khi nghe câu chuyện này, bạn hãy nhìn qua gương và mỉm cười. Hóa ra mình cũng là một người giàu có.